Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp review cái máy tính bảng nha. Máy tính bảng này là dành cho trẻ em nha các bạn. Đây là máy tính bảng Tab 3, Tab 8. Tab 8 Kitron nha. Đây, máy tính bảng nha các bạn. Cái này là máy tính bảng này dành cho bé từ 2 đến 6 tuổi nha. Nó có các ứng dụng chương trình học cho bé từ 2 đến 6 tuổi nha. Thì nó có thể điều chỉnh được thời gian để cho quản lý thời gian cho các bé xem cái máy tính bảng nha. Và mình có thể quản lý được ứng dụng của bé được nha bạn. Rồi. Đây là nguyên sale nha các bạn. Hộp sản phẩm này là nguyên sale nha. Đây nguyên sale nó vẫn còn nè các bạn. Chưa có bóc sale nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra nha. Thì cái này là mình mua trong thời gian mà có voucher các bạn, giá gốc của nó là cũng 1.900.000 mà các bạn, nhưng mà mình mua trong thời gian mà nó giảm giá các bạn, nó có sale và mình sử dụng voucher á thì nó có còn có 1.200.000 à. Đó nè bạn, nguyên sale mình vừa bóc sale nha. Táp táp nè, táp 8 Kitron nha. Rồi bây giờ mình sẽ bóc hộp nha, bóc hộp cái sản phẩm này. Đây cái bộ sản phẩm của mình đây các bạn, nguyên sale nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp đây, bóc sale đây, bóc sale nha, giờ bóc sale nha các bạn. Đó nguyên sale này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bóc sale sản phẩm nha các bạn, của Mattel nha các bạn. Mattel Tab 8 Kitson, màn hình nó là 8 inch nha các bạn, dung lượng pin là 5.000. Có camera là camera sau 5 mê, camera trước là 2 mê, hệ điều hành Android 11 nha, chip Qualcomm 1.5, ROM 32 và RAM bộ nhớ là 3 GB, hỗ trợ hệ nhớ lên tới 128 GB. Đó này phù hợp cho các bé từ 2 đến 6 tuổi nha. Rồi bóc sale. Wow, khá là đẹp nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ xem tiếp coi phụ kiện nó là gồm những gì nha các bạn. Rồi phụ kiện đây bên trong, coi phụ kiện là cái gì nha. Đây là một cái cốc sạc, cốc sạc nha các bạn. Rồi cũng cáp, đây là cốc sạc với cáp thôi chứ không có gì hết. Tiếp theo là cái gì đây, là sách hướng dẫn sử dụng táp 8A nha các bạn, táp 8A. Này là thẻ bảo hành của hãng. Sản phẩm này chính hãng nha. Đó mình mua từ shop chính hãng các bạn. Đây này nó có cái bộ ứng dụng này là nó cái tablet này các bạn. Nó có cái bộ ứng dụng dành cho học sinh đó các bạn. Là cái bộ ứng dụng đó là mình phải mua, mình phải trả phí nha. Đó mình mua cái này nó cài sẵn trong mình luôn rồi. Đó, nó có những cái chương trình học cho phù hợp với bé từ 2 đến 6 tuổi. Cái này là cái ốp lưng. Ốp lưng này nó có cái đồ này để cho mình dựng lên nè. Rồi tới phần này mình đăng nhập wifi rồi, giờ mình chỉ cần đăng ký cái tài khoản thôi nha các bạn. Rồi, mình đã đăng nhập thành công cái máy tính bảng rồi, mình quản lý được thời gian của bé chơi nha. Rồi để quản lý được thời gian thì mình sẽ vào cái mục là giới hạn thời gian nè các bạn. Đó mình nhấp vô. Ở đây mình có thể điều chỉnh được thời gian cho bé sử dụng cái iPad nha. Đó ví dụ mình cho bé thời gian bắt đầu là 10:30 đến 21 giờ là mình điều chỉnh cái thời gian mà giờ bé chơi, và mình giới hạn cái sử dụng cái thời gian là mình chỉnh phút được nè các bạn. Chỉnh phút là 120 phút nè. Đó hoặc là mình chỉnh 60 phút. Ví dụ đây mình chỉnh mình bật này lên. Ví dụ mình cho bé xem đó là 60 phút đi. 60 phút là 1 tiếng đồng hồ. Là sau khoảng thời gian đó là cái iPad nó tự động nó khóa lại nha các bạn. Đó, giờ mình bật lên vậy đi. Đó, mật khẩu là khi nó khóa lại mình mở cái mật khẩu mà lúc mà nãy mình đăng ký với các bạn. Rồi mình bấm chuyển sang tài khoản của bé nha. Đó, chuyển qua tài khoản của bé thì nó những cái ứng dụng nè. Ứng dụng này là được cài đặt sẵn nha các bạn. Là ứng dụng này là nếu mình mua
là mình phải trả tiền nha, trả phí. Nên mình mua cái iPad này là người ta cài sẵn cho mình luôn. Đó, có những chương trình của tiểu học nè, của các bé mầm non các bạn, như học bảng chữ cái nè, học bảng... Đây, chữ A. Cái này là mình vẽ theo cái đường nè. Đó, vẽ theo chữ A. Đây, toàn bộ cái chương trình ứng dụng dành cho bé nha, có YouTube, YouTube Kids nữa nè các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Và chào tạm biệt các bạn.